Okay, chào các bạn nha. Tiếp tục một cặp tay bấm đó các bạn. Cặp tay bấm hành trình dài cho anh khách nha. Hành trình 300 nha các bạn. Hành trình 300. Đầy đủ phụ kiện hết nữa, bao gồm adapter nè. Cái này là nguyên một set của nó nha, nguyên một combo. Các bạn thấy những cái jack không? Nó làm mình rất là khớp à. Mình chỉ cắm vô là xài thôi. Nâng hạ 100kg nha. Nâng hạ 100kg. Anh khách mua 3 bộ nhưng mà hiện tại mình chỉ còn 2 bộ à. Để đi bãi lấy thêm bộ nữa cho anh khách nha. Cái này các bạn buông ra nó giữ vị trí nha các bạn. Buông ra nó giữ vị trí nha. Cái này một công tắc có thể điều khiển được 2 ti nha. 2 ti đồng tốc, đồng thời. Lên cùng lúc, xuống cùng lúc nha. 2 cây thì các bạn vào một cái tải thì là 200kg nha. Còn một cây thì 100kg. Ok, thì ngoài ra thì cũng còn một số cái nha. Cặp này anh khách anh vừa lấy nè. Thì còn một cặp này. Một cặp cái kiểu nâng này. Đó. Mình xỏ cái cây vào đây nha, nâng hạ lên xuống. Cái này hành trình cũng khoảng 300 nha. Hành trình cũng 300. Giống cái kia kìa. Ok, một bộ như vậy á là giá là một bộ như vậy hả? Cái adapter với lại cái điều khiển các bạn là một bộ như vậy là 200 nha, 200. Còn cây này á thì nếu mà khách nào mua 2 bộ trở lên á thì mình tính là 300 nữa là 500, mà 500 một bộ nha. Còn mua lẻ thì là 550k một bộ các bạn. Mua lẻ tức là một cây nâng hạ cộng với một bộ tay bấm adapter thì là 550k bao ship nha. Hành trình dài. Còn có loại ngắn á, là 350 các bạn. Cái loại hành trình mà 120mm á là 350. Còn loại này thì nó dài. Ok, hiện tại thì đây là những cây dài nhất nha. Hành trình 300. Sắp tới cũng có về thêm một số cái hành trình dài nha. Thì về thêm mình báo nha. Đơn anh khách này là mua kèm chung 2 bộ sạc vô 600W 75V. Bữa nay ráp luôn nha, chiều ra giao anh. Đầu tiên em test hai một cặp ti trước nha. Anh mua 3 bộ nhưng mà còn 2 bộ. Bộ thì để giao anh sau nha.